Ở đây là ngày thứ hai trên đảo Kolibe các bạn. Sáng hôm nay bầu trời trong xanh, biển đẹp, đẹp lắm luôn á, gọi là đẹp mê ly luôn. Và đây là bãi biển Serendipity trên đảo Kolibe. Ngồi chỗ này uống nước, nhìn mê ly luôn các bạn. Hôm nay chúng ta ăn một số món ngon các bạn nha. Đầu tiên chính là món cá chẽm nè, cá tươi nha các bạn. Con này có giá 300 bạc, 200 ngàn đồng thôi. Một lát nữa sẽ có món thứ hai, món thứ ba nha. À, nhìn con cá ngon. Dưới nước xuống. Thứ hai, tôm kha ca các bạn nha. Trời ơi, mùi thơm lắm luôn á. Đây, phần thịt gà nè, trắng muốt luôn. À. Và món thứ ba chính là cải xào thập cẩm. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 8 2023. Sáng hôm nay nắng vàng, bầu trời trong xanh các bạn ha. Từ khách sạn Dorin bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ ra bãi biển Sunrise để xem vào một ngày nắng vàng như thế này thì bãi biển như thế nào. Khoảng cách là 750m. Rồi chúng ta đi nha. Là 9 giờ 20 phút sáng các bạn ha. Bầu trời mới trong xanh đây, bây giờ lại bắt đầu có mây xám. Tuy nhiên rõ ràng các bạn thấy là nước rất trong, trong lắm. Đó. Buổi sáng cũng yên bình hơn. Rồi, chúng ta tiếp tục đi nha. Đi qua một bãi biển khác. Rồi, từ bãi biển Sunrise, chúng ta đi bộ khoảng độ 500m. Tới đây là khu vực bãi biển Serendipity các bạn. Ở đây có một resort nha. Nằm trên đồi các bạn. Trên đường xuống biển Serendipity. Rồi xuống sắp tới. Ồ, chỗ này đẹp quá vậy. Wow. Trời, cái này mới đúng là Mandis của Thái Lan nè. Trời ơi, chỗ này đẹp quá vậy. Wow. Trời ơi, đẹp lắm luôn các bạn ơi. Yeah. Rồi, nhà hàng, quán bar, reception. Sao quách đi khắp. Rồi, đẹp quá vậy. Quá trời. Rồi, chúng ta tiếp tục đi xuống các bạn ha. Ngay khu vực này chính là khu vực nhà hàng nè. Vào thời điểm này họ chỉ bán thức uống thôi, chứ chưa bán thức ăn nha. Thức ăn vào khoảng độ 12 giờ trưa. Đẹp lắm luôn á các bạn. Các bạn nhìn kìa. Bên góc tay trái ha, biển một cái màu xanh rất xanh luôn. Nhân viên ở đây rất lịch sự các bạn, được đào tạo bài bản nha.
Bây giờ chúng ta sẽ đi ghi hình một vòng, sau đó thì mình sẽ quay lại chỗ này để uống nước nha. Và đây chính là lối đi xuống bãi biển các bạn ha. Resort này một lần nữa có tên là Serendipity. Và bãi biển này do đó có tên là Serendipity. Bạn thấy nhân viên lịch sự không? Xuống một cái là chào liền. Rồi, chúng ta theo cầu thang cổ đi xuống nha. Đi từ từ các bạn. Rồi, chúng ta đã xuống tới nơi các bạn ơi. Trời ơi, đẹp lắm luôn ấy. Quá trời. Cuối cùng, chúng ta cũng đã đến được thiên đường. Quá trời đẹp. Nó trong vắt luôn. Rồi, coi nè. Đó. Mình đang đi ra giữa biển các bạn nha. Ôi ôi, một cái màu kìa. Lát ngồi đây tắm luôn. Nếu các bạn quẹo tay trái thì đó chính là bãi biển Sunrise. Mà Sunrise thì nó không bằng một góc so với biển Serendipity. Rồi, đẹp quá à. Cái mùa mưa mà nó như vậy thì cái mùa nắng tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3 sẽ rất rất đẹp. Đó, nắng nó xuống lại nữa rồi. Từ trên nhìn xuống nhìn mê luôn á. Nắng lên hơn nữa các bạn sẽ thấy đẹp hơn nữa nè. Càng nắng càng đẹp. Như vậy các bạn ha, các bạn nên nhớ là nên chi chút xíu tiền. Đã đến được Colibé rồi, hãy đến khu vực này ở. Đây là khu vực của Resort Serendipity. Chứ đừng có ở ngay khu vực Pattaya hoặc là Sunrise. Biển nó sẽ không bằng một góc ở đây đâu. Đó, đẹp cái độ như vậy nè. Và cát rất mịn nha, mịn như bột vậy đó. Rồi, màu sắc mê ly quá. Hồi nãy đứng cái Sunrise mà lòng mình buồn các bạn. Qua đây rồi tự nhiên nó giải tỏa được tâm trạng luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lên trển uống nước nha. Xem giá cả nước trên đó như thế nào. Trong trường hợp mà các bạn không ở đây mà các bạn ở những khu vực khác thì vẫn có thể đến đây chơi, vẫn có thể đến đây tắm biển và sử dụng thêm dịch vụ của họ, mua thêm ly nước cho đó mình uống. Đây các bạn nhìn ra xa xa kìa, màu biển rất là xanh luôn, xanh khủng khiếp luôn á. Rõ ràng là chỉ chuyển nhau cách độ khoảng độ 500m là hai cái vùng biển đó là khác nhau một trời một vực rồi, cũng chẳng hiểu sao. Đây, mình phóng xa hơn các bạn thấy nè, cái độ xanh của nó. Rồi, đẹp quá à. Thiên đường biển Mandis của Thái Lan, Colibé. Ở đây chúng ta vô trong, các bạn thấy cát nè, nó như bột không? Giống như tan trong nước luôn vậy á. Giống như dòng sữa vậy đó các bạn. Thôi lên uống nước. Trời, đã quá ngay chỗ này. Mê thiệt.
Rồi, chúng ta đi ngược trở lên uống nước ha. Mở cửa từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối, riêng thức ăn từ 12 giờ trưa tới 9 giờ rưỡi tối các bạn. Serendipity. Và đây là bên trên ha, ở đây họ sử dụng hoa lan là hoa lan thiệt đó các bạn, cho cái phần design, cái phần trang trí. Cái góc này ngồi view đẹp lắm luôn các bạn. Nhìn tuốt đằng kia chính là đảo Langkawi ha, của Malaysia. Đợt trước mình đã quay hình rồi. Và cái nắng trên đảo Koh Libe này rất là khủng khiếp các bạn nha, dễ cháy da lắm luôn á. Đợi thêm chút xíu nữa, chúng ta sẽ có phần thức uống nha. Và đây là phần thực đơn nha. Ở đây cái phần nước ngọt có giá 70 bạt các bạn. Có bán bia nữa nè, rồi bán rượu nè. Lướt qua phần cà phê. Ở đây cà phê có giá bình quân là 90 bạt tới 100 bạt, 120 bạt các bạn. Phân khúc giá cao nha. Giá của nhà hàng khách sạn. Rồi, nước suối thì có giá là 40 bạt cho chai nhỏ, chai lớn là 80 bạt. Rồi, nước trái cây có giá từ 80 bạt tới 120 bạt. Ở đây có wifi khá mạnh, có thể làm việc được các bạn. Dù sao cái giá cả này với cái view này thực sự là không có gì để chê. Dịch vụ tốt. Và đây là ly trà sữa và một chai nước suối. Ly trà sữa này thiên về vị ngọt nhiều hơn các bạn. Vị trà khá ít. Hơi tiếc chút xíu là phần thức uống này không có đạt. Rõ ràng các bạn thấy không? Là ngồi đây rất là mê luôn. Cứ nhìn xuống hoài à. Nhìn qua vạt nắng, nhìn về hướng biển, nhìn về đảo xa xa, rồi hàng cây. Và sau đây là tổng số tiền nha. 188 bạt các bạn. Trong đó thì nước suối 40, rồi phần trà sữa là 120, cộng thêm phí dịch vụ và VAT. 188 bạt các bạn. Rồi, tranh thủ uống, sau đó chúng ta đi tiếp. Rồi, uống nước xong các bạn ha, chúng ta tiếp tục đi. Wow, con chó nằm kìa, tắm biển luôn. Nói góc bên đây đẹp lắm, bây giờ chúng ta đi qua góc bên đây. Đi trước coi có nhạc không Minh? Ở đây có tất cả là 18 villa các bạn nha. Và mình mới hỏi giá phòng thì họ nói là đầy phòng rồi. Muốn kiểm tra giá lên mạng xem. Và 99% lượng khách ở đây là khách đến từ Trung Quốc các bạn. Ghê chưa? Đặt hết phòng luôn, không chừa một cái phòng. Khu này đẹp quá ha. Yeah.
đi ra ngoài quay cho các bạn xem. Đừng có bước lên đá các bạn nha, rất rất là trơn đó. Đó, nó trong cái đồ gì, đã không? Ôi cá kìa. Trời ơi. Quá trời luôn đây các bạn. Đây các bạn thấy không? Nó. Ôi đã quá đã quá. Trời cá quá trời luôn. Rồi. Đó cái màu đen 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 đang di chuyển đó. Cá nè, quá trời cá luôn. Ngày thứ hai ở đảo Colibe các bạn nha. Ôi cảnh đẹp quá. Hãy đến với Colibe. Chơi snorkeling luôn. Tuyệt vời. Đây bước vô trong nhìn ra ngoài các bạn. Quá trời đẹp. Đi vô hướng này ha, rồi lại đi ra. Hệ thực vật trên đảo. Ở đây muỗi rất nhiều, sao? Đi bãi dài, sunrise. Ủa cách nhau có vậy tới hả? Ủa giờ nãy sao mình đi lên núi chi vậy? Trời ơi, tự nhiên đi lên núi. Đi lên núi mệt thấy bà luôn. Trời ơi. Vậy mà nãy đi lên núi. Trời khùng. Ủa vậy nó là một cái trường dài luôn từ bãi Sunrise. Nó cách một bãi mỏm đá này nè. Ôi trời. Nó cách mỏm đá này nè, mình tưởng không có đường đi. Ờ mà sao cách nhau một mỏm đá mà nó khác nhau dữ vậy trời. Bên này biết sao không? Có thể là mỏm đá này nó chặn cái vít dầu á. Phải vít dầu mà là chặn cái đường gió của nó. Đó. Rồi. Sunrise. Sáng hôm nay. Như vậy là trên bãi biển Sunrise các bạn ha. Trong trường hợp không mở được resort Siguren DPT thì các bạn có thể ở ngay khu vực này. Rồi như bộ bao ảnh luôn. Bây giờ nắng càng vàng lên nữa nè, đẹp hơn. Bây giờ là gần khoảng độ 11 giờ sáng các bạn. Và nó như vậy nè, yên bình lắm luôn á. Đây là cái điểm khác biệt giữa cái Koipe với lại Kofifi nha. Kofifi thì lúc nào cũng đông hết. Đây, ốc lượng hồn trên bãi biển rất rất nhiều các bạn nha, nhỏ nhỏ vậy đó, mini. Bò quá trời bò luôn. Ừ, quá trời. Ở bên này con còn nữa nè. Đây. Trốn luôn. Nhỏ lắm các bạn, rất rất nhiều nha, quá trời luôn á. À, ok thôi cho nó xuống đi, hạ xuống, quá trời luôn trên bãi biển. Trả lại chỗ xung quanh đó, con bự này nữa nè, nó chuẩn bị đi nè. Nhiều lắm luôn á, quá trời luôn, nó đang bò trên biển. Chúng ta sẽ đi qua một đảo khác các bạn ha, kế bên đây đó là Koh Adang. Và đây là dịch vụ taxi boat. Một người là 100 baht, hai người là 200 baht, đi về là 400 baht. Đó. Cái đảo kế bên các bạn. Đi sẵn quay các bạn xem luôn. Go go go. Go. Khắp khắp khắp. Ok. 350 baht hả? Ok, 350 ok. 350 ok kìa. Ánh nắng lúc lên lúc xuống các bạn nha. Mà nói giỡn á, 400 baht cho hai người đi về. Ok, giờ phải đi ra ngoài đây, lên nước. Chạy qua kia.
rán hả? À, pho rán. China, big money. No, no, Vietnamese. Philippines. No, 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 Vietnam, Vietnam. Vietnam, Thailand, xem. Xem hả? Xem à. No money. No money but traveling. Lên đây nè, đứa nào vậy? You know money, you know come Thailand. Khắp, khắp, khắp. Ok. China là big money kìa. Chơi tiếng bòi luôn á. Trung Quốc kìa, tiền quá cho tiền. Đi, kế bên thôi các bạn. Cô Adan nha. Họ phải dầm ra ngoài. Đúng rồi, phải dầm ra ngoài. Sorry. Khắp. Mình có cơm thì họ có cháo. Đáng tiếc là Thái Lan du ký chuyện này từ Phuket qua Koh Lanta nó view tơi bời khói lửa. Chi một số tiền rất là đậm mà cuối cùng không có view. Trời ơi. Các bạn thấy không, đi theo cùng Thanh Ly Việt Nam là sẽ đi đến rất rất nhiều nơi và có rất nhiều người ở Việt Nam làm YouTube thì sẽ không có làm. Thậm chí là việc du lịch chuyên nghiệp có nhiều người cũng chưa chắc đã đi đến những cái vùng như thế này. Mình đi hết, đi cho đủ cái gọi là quyển Lonely Planet bằng video. Đấy, ra theo ngoài đây các bạn thấy nè, nước biển trong vậy nè. Xa rồi nha, khoảng cách này là này còn ô cá lớn quá trời. 2 mét đó các bạn. Ra ngoài đây là hơn 2 mét rồi đó nha. Quá trời, cái này mà snorkeling là đã nha. Ooh, yeah, đó. Một lần nữa các bạn xem. Ồ, ra tới ngoài này đẹp quá. Mình phải có áo phao nhỉ chú ha. Đúng rồi, cái này không có áo phao. Trên cái tàu này không có áo phao. Chơi snorkeling xuống đảo luôn á. Ồ, ra ngoài này đẹp quá. Nước trời mê ly luôn. Ở Việt Nam mình thấy là coi hài nhiều hơn. Rồi nếu mà làm chương trình về Thái Lan thì chiếu là Bangkok. Rồi có Chiang Mai, lâu lâu thì có Phuket. Chứ thật sự ít có đi xa lắm. Có một số người thì đi ra chuyến Thái Gia là hết rồi. Quá trời, màu nước đẹp mới là đẹp luôn. Quá đẹp luôn trời. Chụp hình đi mình. Ôi đẹp quá vậy. Ôi màu nước rồi, mê ly chưa. Ôi
trời, coi cái màu nước của nó kìa. Quá trời không. Hả? Nhưng mà không có cái thiết bị. Trời ơi, nó đẹp quá trời đẹp không. Ở đây chúng ta sắp tới nơi rồi ha, đảo Cô A Đan. Đẹp quá trời không, từ xa xa các bạn thấy nè, một bãi cát trắng luôn. Tiến lại gần hơn, sắp tới cầu tàu rồi. Màu nước xanh lắm luôn á. Rồi, áp sát cầu tàu các bạn ha. Chuẩn bị đi lên. Ở đây chắc có trả phí rồi, phí bảo tồn. Đến tới đảo các bạn ha, và đây là đảo bảo tồn, hình như là có phải có trả phí đó. Ồ, có thấy cá luôn nha. Khóp, khóp, khóp. Rồi, đi bộ chút xíu thôi. Lên đây phải trả tiền đó. Chủ yếu là lên đây ghi hình các bạn xem nha. Trời, cái cầu tàu này dài ghê. Lắc lư, lắc lư, lắc lư. Vô tới trong nó không đẹp bằng bên ngoài rồi. Cái khu Sunrise, hả? Dữ vậy hả? Mà thôi, mình có cần vô không? Có cái bãi biển gì không mà. Mình đâu có ở đây đâu. Chụp có cái hình nè. Thì thôi đi về. Bây giờ nắng nó xuống rồi kìa. Tốn 200 bạt. Mà bãi biển bên đây đâu có hơn bên kia đâu. Trời, cá quá trời không. Ây da, nó không hơn Sunrise. Thôi đi. Đỡ tốn 200 bạt. Qua sunset. Sunset hả? Ừ. Thôi đi. Đây nè. Cái đoạn này nó gọi là gì? Paradis của Thái Lan nè.
quá, điểm cơ bắp rất đẹp quá trời. Yeah, wow, trời ơi cái màu thấp. Thì tới sunset rồi. Wow, trời. Stop here. Yeah, stop here. Thấp, thấp, thấp. Rồi, trả 400 baht. Trời ơi. Ờ, không còn người. Không còn chỗ đứng á, mùa cao điểm á. Trời ơi, yên bình chưa. Bây giờ mới thấy là tại sao nó cũng nổi bật so với cô Phi Phi ha. Yên bình hơn mà nó đẹp. Rồi, chúng ta đã lên ha. Đây là bãi biển sunset các bạn, đẹp chưa. Trả 400 baht. Như vậy là chúng ta có bãi biển Sunrise. Thì cuối của Sunrise đó là Serendipity. Và đây là bãi biển Sunset. Còn cái đảo đằng kia chính là Koh Adan các bạn ha. Mỗi một cái đảo là phải trả phí 200 baht cho tiền bảo tồn. Wow, trời. Đây chính là Sunset, có nghĩa là hoàng hôn sẽ rất đẹp. Có thể là chiều hôm nay hoàng hôn mình sẽ trở lại để xem mặt trời lặn hướng này như thế nào. Đó. Hiện tại ở đây không thấy người luôn. Ôi, màu đẹp quá. Đi bộ qua cái bãi biển gì cực bắc đó, không bãi biển bên kia đó, cái điểm cực bắc á. Ủa đường đi à, vấn đề của đảo Koh Lipe các bạn nha là rác. Ở trên bãi biển cũng có rác ngay tại biển Sunset. Đây là rác của du khách để lại nè, rồi rác của nhà hàng nè. Đó, quá trời không, nó tấp vào.
cái bãi biển này, cái khu vực đảo Koh Li Be này, xét về mặt quy hoạch về sao ta, về tình trạng rác đồ mình thấy là không có làm tốt các bạn. Koh Phi Phi cái sạch nha. Đúng rồi, Koh Phi Phi làm sạch. Còn cái đảo này là mình thấy là rác có ở khá nhiều nơi, trong khi bãi biển xanh xét các bạn thấy như thế này ha. Đó. Gì? Ồ, đó kìa. À, cái cánh nó màu vàng vàng, cam cam. Ừ. Rồi, chúng ta đi bộ tới đây các bạn ha. Từ hướng bên kia đó. Qua tới đây sẽ có quán bar. Không thấy khách. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay ngược lại nha. Và biển đẹp thiệt luôn á khúc này. Hướng nào đi lên biển Pattaya và biển kia. Rồi chúng ta bước vào quán bar các bạn ha. Đi lên bậc cao. Và chúng ta nhìn xuống. Rồi bây giờ tiếp tục đi. Đây chính là hướng đi ra lại khu trung tâm đó. Một lối đi duy nhất. Thì chúng ta lên tới nơi ha. Hóa ra cái quán bar này có thêm một cái resort khách sạn đây nữa là Bayview. Trong trường hợp các bạn muốn ở Sunset, ghé qua đây. Bayview Sunset. Low season. Từ khách sạn mình ở đi ra đây cũng gần các bạn, không xa. Cơ bản là cái đảo này nhỏ thôi. Sunrise, Sunset, rồi Pattaya, rồi Serendipity, rồi Koh Adang là cái đảo. Ở trên đảo này đi bộ không à. Bầu trời trong xanh đẹp quá ha. Biển Sunset các bạn ha, chúng ta bước lại ngã ba. Đây chính là khu vực của Sunset Pattaya, là khu vực cầu tàu á. Rồi quay về khu vực khách sạn của mình, bây giờ chúng ta sẽ đi 1,5 cây số đến điểm cực bắc của Koh Li Be bằng chiếc xe này với giá là 50 baht một người. Như vậy là hai người 100 baht thử luôn. Rồi, cái xe này nhớ về miếng điện ghê, Myanmar. Thử đủ dịch vụ cho các bạn luôn ha. Cái giá cả. Này là đi cả đảo luôn á, 50 baht luôn. Giá chung. Bao giá luôn. Đi từ biển này qua biển khác. Đó. Hello hello. Nghỉ hào. Nghỉ hào nghỉ hào. Dán dán cũng ơi, cũng có Trung Quốc hơn giờ. Khách Trung Quốc quá trời luôn. Tới quá, chắc đầy quá, thấy không? Trời, xe này nó dằn dữ, cái đường này, rồi, đó, đang đến, đang đến, đang đến, trời ơi, nó bỏ 100 baht ra nó được nhiều cái cũng vui lắm. Rồi chúng ta đã đến nơi. Yeah, ok, cảm ơn khắp. Số điện thoại của anh này là 0650423464 hoặc là 0948711756. Đi khắp nơi luôn. Vậy chúng ta đến là chỗ Bulo Casa Renview Resort and Spa. Bên trong có nhạc hả? Ok, rồi. Chúng ta đã nhìn thấy tuốt đằng xa. Bây giờ đi ra tới ngoài bãi biển.
Resort này có hàng cây đẹp à? Cái resort này lớn thiệt đó chứ. Mình đang so với một số resort ở trên đảo các bạn nha. Bây giờ cái đảo này nó nhỏ thôi. Wow, cái mùi thơm dữ à. Đói bụng. Ồ, oh, nhìn xa xa. Cái màu xanh quá trời xanh không? Đi trước coi có nhạc không? Vậy hả? Rồi, có nhạc phải không? Tưng bừng luôn. Rồi, ok, ra tới ngoài quay tiếp. Này, chúng ta cùng nhìn lại đoạn đường vừa đi qua hang. Đẩy đồ ăn đi, trời ngon quá trời ngon luôn, thơm phức rồi. Wow, càng tiến lại gần càng thấy đẹp các bạn ơi. Đây là bãi biển North Point, hay là điểm cực bắc của đảo Kolibe các bạn. Bên góc tay trái chính là cái resort và cái nhà hàng của resort đó nha. Bãi biển này quan sát rất là dài các bạn. Nước trong xanh luôn. Bây giờ các bạn để ý bên góc tay phải nè ha. Ở đây là một cái quán bar. Và cái quán bar này vào buổi tối sẽ có chương trình múa lửa Fire Show. Thì tối hôm nay lúc 7 giờ mình sẽ trở lại khu vực này. Các bạn thấy không? Một cái đường cong của bãi biển rất rất là dài luôn. Như vậy nếu so về bãi biển ở đây và bãi biển Sunrise thì ở đây là nó sẽ tốt hơn các bạn. Nó có một cái độ dài hơn rất nhiều, không có bị tàu bè chiếm. Và nó cũng yên bình hơn nữa. Đây, chúng ta tiến xuống biển gần hơn ha. Cát ở đây cũng mịn luôn các bạn nha. Không có bị cái tình trạng vỏ sò rồi vỏ nghêu rồi đó. Tha hồ bơi luôn. Rồi chơi kayak, rồi thuyền chuối. Đây các bạn quan sát là cái độ trong của nước nè. Mê ly thiệt luôn đó chứ. Cảm giác cứ như thủy tinh vậy đó. Như vậy chúng ta quan sát là từ sunrise rồi tới sunset qua tới khu vực biển này thì chủ yếu ở đây chơi chỉ là thuyền kayak hoặc là thuyền chuối thôi các bạn, chứ không có kiểu dịch vụ cano. Mình nghĩ là cũng hay, bảo vệ được môi trường hơn, gọi là bảo vệ được san hô nữa. Và đứng ở góc nào chụp hình cũng đẹp, quay phim cũng đẹp luôn.
Và đây là đảo Koli Bê, thiên đường biển đảo của Thái Lan, được mệnh danh là Maldives của Thái Lan. Đây là cuộc sống thực tế của một số dân trên đảo các bạn. Đây, nhà tôn các bạn nha. Cuộc sống cũng không phải là dễ dàng đâu. Ở dưới có nuôi vịt nè, nuôi ngỗng nè. Mà nóng lắm luôn á, nóng khủng khiếp luôn á. Bây giờ nhiệt độ ngoài trời khoảng độ 35 tới 37 độ gì đó các bạn. Và các bạn xem nè, hồi sáng giờ mình đi chừng chừng như thế này nè. Lý do tại sao là bởi vì mình đi biển mà không có mang theo dép mà mình nhảy từ bãi biển này qua bãi biển khác, nhảy tàu lên nhảy tàu xuống, không có dám mang dài đó, cực như vậy. Đợt sau phải mang theo đôi dép cross. Rồi mấy con chim bay. Rồi từ bãi biển các bạn ha, chúng ta đi bộ một cây số đến đây là khu phố đi bộ. Các bạn thấy tiện lợi không? Cách nhau khoảng độ một cây số 750m thôi. Từ đây là một cái quán ăn nhỏ có tên là Rani Seafood, rất thân thiện nha. Bây giờ chúng ta ăn cơm trưa, bây giờ là khoảng độ 12 giờ rưỡi trưa rồi. Ở đây mình gọi tất cả là 3 món. Món đầu tiên sẽ là món tôm kha cay. Đây, cay có nghĩa là gà đó các bạn. Ở đây sẽ có cà chua, nó có hành tím nè, rồi có củ gừng nè, với phần sữa nha. Đây là món rau xào thập cẩm. Còn một món nữa là món cá chẽm nha, đang đợi cá chẽm. Rồi, chụp hình xong ăn thôi. Thấy cái muỗng múc lên mình cho phần này nè. Rồi, chụp hình rồi. Múc lên cho quý vị xem. Rồi, được rồi. Ok, chúng ăn. Ăn một phần cơm tôm kha cay các bạn nha. Cái phần nước tôm kha cay béo đậm đà. Đối với người ăn nhạt á, thì nó sẽ hơi đậm chút xíu. Mình nghĩ nếu mà họ giảm bớt chút xíu và cái độ đậm đà đi á, thì nó sẽ ngon lắm ha. Mình nghĩ là cái vùng này ăn mặn. Ừ, cái này thì không hẳn là đậm, nó không hay mặn như kiểu krabi, nhưng mà nó rất là đậm đà. Cái phần gà rất ngon các bạn, không có bị khô nha, rất mượt. Đây chính là cái con cá chẽm, con này có giá là 300 baht nha. Bây giờ chúng ta nói về rau xào. Ở đây các bạn sẽ thấy là có cải ná, có cà chua, rồi có bắp cải nè. Nói chung là cái này họ xào cũng đậm đà luôn. Thơm thanh hơn chút xíu, nhẹ chút xíu sẽ ngon hơn. Mà rất là đậm đà. Thơm. Ừ, thơm. Cơ bản vẫn là ngon, nhưng mà nó đậm đà quá. Rồi bây giờ chúng ta để ý con cá nha. Mình quay cận cảnh chút xíu. Để chụp cái hình luôn nữa. Cái vị này chắc là người miền Trung sẽ thích, nó rất là đậm đà. Miền Nam cũng dễ ăn mà tại hơi đậm thôi. Đúng rồi, đậm hơn so với người miền Nam. Ví dụ như em ăn là ok đó. Ừ, nhưng mà anh muốn nhạt hơn chút xíu. Nhà em ăn nặng. Rồi, lấy cây đũa tách cái phần thịt cá ra. Bú kẹo quá. Đó phải là đâu? Nó là hành á. Rồi. Thịt cá nè, đã chưa, để yên đi, đừng dịch chuyển. Đây, để từ từ. Rồi. Rồi, ăn thử đi. Ăn thử đi, ăn thử đi. Rồi, sao? Tươi ngọt thật không? Mình nãy thấy con cá ra là cái mắt rất là tươi á. Ngon, ngon. Ngon à? Cá rất là mềm luôn, cá. Tươi ngọt thật. Ngọt luôn. Ok, phần nước sốt sao? Không có thấm ở trên. Không thấm trên nữa. Ồ, không thấm trên là mừng nữa. Sợ nó đậm đà nữa. Có rất nhiều hành với gừng nha. Nếm thử đi. Rồi tới mình. Đậm đà hả? Đậm lắm luôn. Đậm lắm luôn hả? Công nhận là từ Krabi về tới đây cái dân vùng biển nó đang đậm đà.
ăn đậm đà thiệt. Cái nào cũng đậm luôn 31. Okay. Mặc dù là em còn hai cái này rồi chịu được nha. Có nó rất là đậm luôn. Hú hồn, vậy có nghĩa là cái phần cá ngon nhưng mà cái phần nước sốt rất đậm. Vậy là đừng có đụng vô phần nước sốt. Thôi là nước sốt cũng thấm vô. Ok, để tụi mình ăn thử coi. Chính xác là cái phần thịt cá tươi ngon các bạn nha. Nhờ phần nước sốt các bạn nhớ đừng đụng vô phần nước sốt, nó đậm đà lắm. Nó đậm nó gọi là mặn luôn á. Ở đây mà người nào mà gọi là lớn tuổi mà bị cao huyết áp là ăn vô là chắc là nó lên máu luôn á. Ăn cá được rồi. Ừ. Ở đây khách Trung Quốc rất nhiều nha. Ở đây họ sử dụng chấp nhận Alipay luôn. Lượng khách Trung Quốc đến đây rất rất nhiều. Ok, chúng ta tập trung ăn cơm. Nhưng mà như này là họ đi lẻ chứ không phải đi đoàn đâu. Ok. Theo gia đình đó. Dạ. Hẹn các bạn Trung Hoa Du Ký. Điểm đến đầu tiên sẽ là tỉnh Vân Nam, từ Công Minh Đại Lý Lệ Giang sang Ri La đến Si Xoan Banh Na, rồi Hồ Lưu Gu. Sẽ là một loạt luôn các bạn nhé. Xong rồi các bạn ha. Ủa với cái gì vậy? Tôm kha cai là 200 baht, cái món cá là 300 baht. Rồi cơm nhiêu vậy? Cơm là 60 baht. Rồi rau xào 100 baht. Rồi cái gì? Coca-Cola hả? 40 baht hả? Tổng số tiền là 740 baht. Ok. Bà chủ nói được tiếng Trung luôn. Ok. Rất giỏi tiếng Trung luôn. Ừ. Cơm trưa xong các bạn ha, chúng ta đi bộ chút xíu tới đây. Đây chính là quán cà phê, cà phê Green. Mình vô đây uống cà phê latte các bạn nha. Có giá là 80 baht cho một ly cà phê latte nóng. Rồi chúng ta bước vô. Và đây là bên trong quán cà phê các bạn ha. Mình quan sát đây là quán cà phê duy nhất ở trên đảo có máy lạnh ngay tại khu vực phố đi bộ. Và mình đã gọi một ly cà phê latte các bạn nha. Ở đây có bán bánh nữa nè. Giá cà phê ở khu vực này nói chung tương đối cao. Có giá từ khoảng độ 80 baht tới 90 baht nha. Đây các bạn quan sát cái phần menu của nó đó. 60, 80, 90 tới 100. Được một cái ở đây ngoài máy lạnh còn có thêm quạt nữa. Và đây là ly cà phê latte nóng các bạn ha. Có giá 80 baht. Cà phê này mình uống thấy ngon và thơm. Và tiếp tục là ly trà sữa các bạn. Phần trà sữa này uống cũng ok thôi, chứ không có xuất sắc gì. Vị hơi ngọt. Ở đây có wifi miễn phí. Tuy nhiên là cái wifi này không có mạnh.